Rồi bây giờ nè, bây giờ là con chơi trước đúng không? Rồi mỗi băng nó sẽ có mấy lượt cả băng ha? Thôi được rồi, ngay đi cho 3 lượt luôn. Rồi 10 điểm. The second time. Lần thứ 2. Ơ, phạm luật rồi, phạm luật rồi. Chân. Không, lần đó không tính. Bởi vì đừng quá ngoài thảm được chứ. Rồi một lần cuối cùng. Lần cuối cùng, the last time. 1, 2, 3. Rồi dễ bỏ điểm nào. Rồi, tiếp tục. Bây giờ tiếp theo nha, bạn nào tiếp theo? Mấy? Ồ, wow. 40, là được 2 sao. 4, 40 tiếng Anh đọc là gì? Yes. 40 to start, ok. Now, next. Yeah. Ok, now 50. Yeah, 50. 40 là 2 sao thì 50 thì mấy sao? 2 sao rưỡi. Ok, the last time. 2 sao rưỡi là phải thêm 10 cái nữa thì được. Ok, như vậy là 4 điểm rưỡi. Còn được 4,5 sao. Now, your turn. Rồi, thử lại con. 1, 2, 3, con thử đi. 1, 2, 3. Rồi, thử lại. 1, 2, 3. Ok, good job. So you have 2.5. Wow. Mời các bạn nhìn vào hình vẽ thật đáng yêu. Wow, đẹp hả? Đẹp ý? Con thì đẹp chứ bố. Con cái hình vẽ bố cũng màu đẹp mà bố rồi. Mày mà kể đi bu lại đi. Được. Xong chưa? Ồ. Việc là việc tiếp. Chưa. Tóc của bạn đi nó đi. Bằng biếu màu tóc màu gì con? Màu đậm hơn mà, màu vàng mà. Rồi anh Thông ghi xong chưa? Ui, chỉ chữ đi rõ được đây, nhưng mà đều ghi tiếp tí nha con. Rồi, đẹp chứ nè. Hi. Hello, how are you?